Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành có liên quan. Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào đã tích cực lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cũng như phát triển kinh tế xã hội, công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên được quan tâm, thành lập mới một chi bộ thuộc đơn vị kinh tế tư nhân, sẽ kết nạp đảng viên mới cho 105 quần chúng ưu tú, ra soát sàng lọc, đưa 6 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 113 đảng viên và 65 tổ chức Đảng, thi hành kỷ luật 45 đảng viên. Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thi hành kỷ luật đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo phường Bạch Sam. Về kết quả lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt gần 2.000 tỷ đồng và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 là 1.700 tỷ đồng. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý trật tự xây dựng đảm bảo đúng quy định. Công tác quản lý đô thị được tăng cường, chỉ đạo mỗi phường xây dựng 2 tuyến đường phố và mỗi xã xây dựng 1 tuyến đường làm điểm về giải tỏa hành lang giao thông, văn minh đô thị, duy trì tốt việc kiểm tra giám sát và lựa chọn xã phường thực hiện thí điểm chi trả kinh phí cho việc thu gom xử lý rác thải trên địa bàn, tỷ lệ hộ gia đình đăng ký tham gia thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải hữu cơ đạt tỷ lệ 56%. Công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng, giao cho thuê đất, thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn đảm bảo đúng trình tự quy định, tiếp tục thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng đối với 26 công trình dự án. Tại buổi làm việc, thị xã Mỹ Hào kiến nghị với tỉnh một số vấn đề trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tiêu chí đô thị loại 3, loại 2 theo quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trả lời làm rõ những ý kiến kiến nghị này, đồng thời gợi mở định hướng một số vấn đề để thị xã tháo gỡ những khó khăn, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong thời gian tới. Nội dung chi tiết của buổi làm việc cũng như những chỉ đạo định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh với Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào sẽ được chúng tôi phản ánh trong chương trình thời sự tối mai thứ Bảy ngày 11 tháng 6. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.